Đấy, nhìn cái dàn cây như thế này thì các bác thấy như thế nào? Tức là cái độ thuần rồi độ kín trái kín bắp, và bà con các bác nhìn thấy như thế nào? Đấy. Đấy. Đó. Và bọn em trồng trong điều kiện là về đây muộn so với thời vụ, tại vì em nhập giống về nó hơi muộn nên em đưa em chỉ chọn được cái đám đất này thôi. Độ thuần về cây này, độ thuần về đóng trái này thì em nghĩ là nó rất là ok. Hello, xin chào mọi người, lại là em đây. Mọi người biết đây là cái giống gì không ạ? Bật mí cho mọi người nhé. Thì đây là cái giống mới của công ty AD. Đó. Thì cái đây giống này có tên là GT600. Năm nay thì chúng em đưa lên Sơn La một loạt các giống. Thì hiện nay bọn em đang phổ biến nhất hai giống là GT600 và GT822. Một số vùng làm giống thì bắt đầu là thu hoạch rồi, còn đây là ngô thương phẩm thì bà con vẫn đang để đây. Trong cái trình bọn em chọn cái điểm này để là mục tiêu làm gì, để mọi người có thể là so sánh được tất cả các giống. Thì bên cạnh đây thì có rất nhiều các giống đều phổ biến ở vùng này và cũng được thử thách ở vùng này rất là nhiều rồi. Tại vì nếu mà trụ được ở vùng đất Sơn La này thì coi như là có thể trụ được rất nhiều nơi. Nên là tất cả những anh tài về giống thì thông thường thì đều đưa lên vùng Sơn La này để thử nghiệm. Và năm nay chúng em sẽ thử nghiệm tất cả các vùng sinh thái của Sơn La, ví dụ như là vùng nóng này, vùng lạnh này, rồi vùng thâm canh. Sao để bọn em sẽ đánh giá hết tất cả những cái trạng thái ở trong cái điều kiện như vậy thì cái giống mình có thể hiện được không. Thì đến giai đoạn này cô bác anh chị nhìn thấy đấy, đây là cái giống GT600. Thì bọn em lên đây thì cũng khá là muộn so với trà chính ở đây. Nhưng mà đến giai đoạn này bà con thấy đấy, cây của 600 nó khá là gọn đây. Đóng trái đây, trái nó như thế này. Đóng trái thì vừa phải, giai đoạn sắp thu rồi, cây nó vẫn đang còn rất là xanh, rất là sạch bệnh. Thì đối với 600 như thế này thì bọn em đang đưa về trạng thái ở đồi thấp và hoặc là trên đất hay lúa. Thời gian sinh trưởng của cái này là tùy từng cái điều kiện mà canh tác nhé, tùy từng vụ. Tối đa nó khoảng cỡ 125-130 ngày, thông thường thì khoảng 115-125 ngày. Đây là một cái dòng vật liệu mới từ Thái Lan. Và tất cả cái giống này bọn em đều được nhập khẩu 100%. Trong cái quần thể đây bà con nhìn thấy này, cái độ thuần của giống nó rất là tốt, kể cả trong ra ngoài thì gần như là bóp đều đóng kín. Với thứ hai là cái trạng thái của bắp này, bắp nó không khoe bắp nha mọi người nha. Đối với cái vật liệu bên em giai đoạn này làm, bọn em làm không khoe bắp để làm sao để cấu hình cây nó khá là gọn để làm sao thì có thể là tăng mật độ lên. Với thứ hai là gọn như vậy thì nó đảm bảo được là cây nó thoáng vào ruộng, nó thoáng thì nó đỡ ít bị bệnh hơn. Và đặc biệt cái dòng vật liệu bọn em gọi là vật liệu là kháng thối. Tại vì cái kháng thối là nó rất là quan trọng nha mọi người nhé. Đối với Sơn La nó canh tác nó khác hoàn toàn so với vùng khác. Tại vì Sơn La là sản xuất hàng hóa nên bà con là thường là để treo đèn là với thu. Mà khi để treo đèn như vậy thì quan trọng nhất là khi là cái lá bi này nó phải khô hết. Lá bi khô thì ưu tiên làm sao là cái bắp này nó phải kín. Khi kín như vậy thì ở trong á, thì nếu những cái giống mà mận cảm với điều kiện mà ẩm độ cao á, đặc biệt là vùng lạnh á, chênh lệch biên độ ngày đêm nó lớn, kèm theo là những cái điều kiện mưa liên tục. Và như vậy thì những cái giống mà để mà treo đèn được á, thì thứ nhất là phải đảm bảo làm sao là nó phải kín. Với thứ hai là nó kháng thối, tức là chống mốc, nấm mốc ở bên phía trong. Thì cái giống này thì đã rất là phổ biến tại Thái Lan, nó biệt danh là kháng thối, kháng mốc. Các nhà đầu tư thì người ta rất sợ là trong điều kiện là mưa nhiều như này thì nó sẽ bị mốc và bị thối. Thì hoàn toàn yên tâm đối với cái bộ giống bọn em đang đưa lên đây. Cái giống này á, thì cái màu sắc nó tương đối là đẹp. 600 này nó có màu vàng cam. Đó, tỷ lệ tách hạt của thằng 600 này là khá là cao. Thì đối với cái nhà đầu tư người ta phải chọn những cái loại giống nào mà tỷ lệ giữ nước nó thấp, với ai tỷ lệ thu hồi tách hạt nó cao. Thì cái giống 600 và giống 82 thể hiện được cái điều đó. Ví dụ như kể các bác vào bên trong đây, em lấy một cái tập lá như thế này đây. Đấy, nhìn cái dàn cây như thế này thì các bác thấy như thế nào? Tức là cái độ thuần bọn em gọi là uniform, độ thuần rồi là độ kín trái kín bắp, và các bác nhìn thấy như thế nào? Đấy. Đấy. Đó. Và bọn em trồng trong điều kiện là về đây muộn so với thời vụ, tại vì em nhập giống về nó hơi muộn nên em đưa em chỉ chọn được cái đám đất này thôi. Độ thuần về cây này, độ thuần về đóng trái này thì em nghĩ là nó rất là ok. Đó, với hai là cây nó vừa thôi, nó vừa, nó không đóng bắp quá cao, hạn chế đổ ngã. Và đặc biệt trông như thế này thôi nhưng mà rất là cứng cây nhá, này rất là cứng cây, đó rất cứng cây. Tại vì gì các bác nhìn thấy bộ rễ chân kiềng của em nó này, bộ rễ như thế này này, cây nó rất là gọn đúng không? Còn đây là hàng bìa, nhìn đều chậm chậm và bắp của em là không có trạng thái là khoe bắp nhá. Đó, các bác nhìn thấy cái dàn bắp của em là dạng gọn, cây gọn, ôm thân không khoe. Thứ nhất là làm cho cái hàng nó rất là thông thoáng này. Cái thứ hai nó đỡ bị sâu bệnh. Thì đây là những cái điều kiện rất là tốt. Trong cái trạng thái gọn cây như thế này nó có thể ép mật độ được. Thì đây nhìn cái bông cờ đây, bông cờ nó rất là gọn. Đó, đóng trái là vừa. Em đứng lên ngang đây thì nó đóng đây.